Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một cái chủ đề mang tên gọi là có phải tất cả những người phụ nữ bị chồng bỏ hoặc là có cái trạng thái ly hôn đều là những người không có giá trị hay không? Xin chào các bạn đang lắng nghe và đang theo dõi kênh Sóng Tình Yêu GB đang được phát trên toàn thế giới. Và tôi rất là vui mừng quay trở lại với các bạn trong một chủ đề mang tên gọi là những người phụ nữ ly hôn liệu có phải là những người phụ nữ thiếu giá trị, kém giá trị hay là không có giá trị hay không? Rất là nhiều những video nói về vấn đề người phụ nữ khi mà bị chồng ngoại tình hoặc là ở trong một cái trạng thái người phụ nữ không có một gia đình hoàn chỉnh, tức là single mom hoặc là ly hôn, thì thực sự người phụ nữ đó có phải là người phụ nữ không có giá trị hay không? Hoặc là khi mà các bạn ở trong trạng thái như thế nào thì các bạn sẽ bị người chồng xem là không có giá trị? Thì hôm nay chủ đề này tôi sẽ cùng chia sẻ đến các bạn để giúp cho những người phụ nữ lấy lại được cái sự tự tin cũng như là định hướng cho tương lai của mình nếu bạn đang ở trong cái tình trạng không có giá trị, kém giá trị, mất giá trị, hoặc là bạn không biết là mình có phải là người phụ nữ có giá trị hay là không bạn nhé. Thì hôm nay tôi sẽ cùng chia sẻ với bạn những cái điều trọng tâm như sau. Khi mà một người phụ nữ nói rằng mình là người không có giá trị thì thường thường người ta sẽ nghĩ rằng người phụ nữ đó ly hôn, người phụ nữ đó không có chồng, hoặc là người phụ nữ đó tình duyên lận đận chẳng hạn, thì khó lấy chồng, khó đạt được một cái giá trị để mà có sự hoàn chỉnh trong hôn nhân, đó là có vợ có chồng. Đó là tùy theo cái quan niệm, tập quán và cách nhìn và góc nhìn của mỗi người thôi. Còn về vấn đề một người phụ nữ trở nên có giá trị khi nào? Khi mà người phụ nữ đó tự nuôi sống bản thân mình, người phụ nữ đó tạo ra giá trị tiền bạc, và người phụ nữ đó làm cho bản thân mình trở nên được tỏa sáng bằng cái hành động hoặc là sự nỗ lực khổ luyện của bản thân để trở thành một cái điểm sáng. Ví dụ như là người phụ nữ đó có thể phát triển và nổi bật trong một số các ngành nghề nào đó mà khiến cho người ta có cái độ nổi tiếng, hoặc là nhiều người biết đến họ, hoặc là việc mà họ kinh doanh phát triển có thể vượt bậc để nhấc họ lên một cái tầm cao mới, gọi là doanh nhân, hoặc là kinh doanh với một cái mạng chuỗi hoặc là mạng lưới rộng khắp trong toàn quốc, hoặc là thậm chí có thể xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Thì những người có cái khả năng như vậy thì là những người có trình độ, có hiểu biết. Có thể họ không phải là cái người học đại học, nhưng mà họ là cái người nắm được thời cơ, hiểu được thị trường và biết cách làm ăn, biết cách có nghĩa là nắm bắt được những cái vấn đề thay đổi chuyển hóa của xã hội để kịp thời để mà thay đổi cái ngành nghề đáp ứng được mong muốn của rất là nhiều người, thì họ sẽ thuận lợi cho cái việc họ đang làm. Trong một số tình huống, những người vợ mà bị chồng ly hôn, bị chồng ngoại tình, đơn phương ly hôn, thì có một số người nói rằng mình kém giá trị. Tuy nhiên tôi vẫn thấy rằng trong những cái trường hợp khách hàng tìm đến với tôi tư vấn á, thì có những chị là cái người đang buôn bán bất động sản, đang là cái người làm chủ, làm chức quyền trong ban ngành chính trị xã hội, là những người thuộc cái giới showbiz mỹ nhân chân dài hoặc là những ca sĩ nổi tiếng, nhưng mà họ đâu phải là người mất đi giá trị đâu. Người không phải là kém giá trị, mà trái lại họ là người phụ nữ rất có giá trị, sống đúng đạo đức nè, truyền thống mẫu mực nè, giỏi việc nước đảm về nhà. Nhưng tại sao gái có công mà chồng vẫn phụ, mà khiến cho họ lại rơi vào cái thế là họ nghi ngờ bản thân họ, hay là chị kém giá trị, hay là chị thiếu giá trị, hay là chị không có giá trị để cho chồng bỏ chị? Vấn đề không phải là như thế. Trong một số trường hợp, những người phụ nữ có trình độ, có kiến thức, có của cải, có tài sản, có tài năng, có tất cả mọi thứ. Về vấn đề tình dục, họ cũng là cái người rất là hiểu biết. Bản thân họ không phải là người xấu, rồi họ cũng biết đối xử với các mối quan hệ xã hội trong gia đình, hai bên, bên nội bên ngoại đều thuận hòa thảo hết. Họ là những người mẹ mẫu mực, thảo hiền. Vậy thì lý do vì sao họ lại trở nên kém giá trị, mất giá trị khi mà chồng của họ là cái kiểu người đàn ông hư sẵn rồi, là cái người đàn ông đang bị cám dỗ? Thế nên là đối với một số đối tượng như thế thì phụ nữ đâu có gọi là bị mất giá trị hay kém giá trị, mà chính người đàn ông đó đã không là cái người đàn ông nhận ra là họ đang có một người phụ nữ rất có giá trị được sống với người phụ nữ đó. Người đàn ông đó đã không nhận ra
một người phụ nữ ở bên cạnh mình là người phụ nữ có giá trị, có cái tầm ảnh hưởng rất lớn. Tôi đã từng chứng kiến có một vị có thể nói là cũng là nhan sắc đệ nhất đệ nhị ở Việt Nam ha, có chồng cũng là dạng đại gia đẹp trai, nói chung là hai người đều xứng lứa vừa đôi, rất là đẹp đôi. Và người mẹ chồng á thì mỗi lúc mà hết tiền á, nói với con dâu, con ơi mẹ hết tiền rồi nha, cô gái này con dâu đó, cô con dâu á, cô cũng rất là hào sảng dễ chịu, bắn ngay cho mẹ chồng 20-30 triệu phăng phăng, rất đơn giản. Mẹ chồng chẳng bao giờ ghét con dâu, con dâu thì được mẹ chồng yêu thương. Mối gia đình, mối quan hệ gia đình như vậy rất là ổn, mẹ chồng nàng dâu chẳng bao giờ hiềm khích. Bản thân người phụ nữ đó thì đi nước trong nước ngoài, xuất nhập hậu hàng, buôn bán tiền trao tay liền liền. Nhưng mà chồng ở nhà thì lại có một cái cô nhân tình khác mà yêu cái người thấp kém hơn vợ. Thế nên là cô vợ cô mới quyết định cô ly hôn luôn. Vậy trong trường hợp đó, người phụ nữ đó đâu phải là người phụ nữ kém nha chị. Chính bởi vì người đàn ông cần cái người đàn bà ở nhà chăm sóc cho mình, thế nên người đàn ông phải biết mình cần cái gì. Nếu mà mình cần một người phụ nữ phục tùng dưới trướng của mình thì lấy cái người phụ nữ có cái học thức thấp hoặc là có cái hoàn cảnh gia đình nó thấp một xíu thì nó sẽ phù hợp với cái mong đợi của người đàn ông hơn là lấy một người gọi là người mẫu, một người nổi tiếng và một người có cái tầm giao dịch ở các nước. Người ta đi nước ngoài như đi chợ, ba bữa thì ở nước này, ba bữa ở nước kia, họ luôn luôn thay đổi vị trí ở, nhiều người còn không biết là họ ở đâu nữa. Thế nên đối với những người mà có cái việc giao dịch lớn và thường xuyên đi lại ở các nước thì họ đâu phải là cái người kém giá trị. Nhưng mà chồng họ vẫn không tìm thấy được những cái vấn đề ở nơi họ. Không phải những người phụ nữ như thế là kém giá trị, mất giá trị hay là không có giá trị hoặc cần nâng cao cái giá trị bản thân để được chồng yêu, mà vấn đề chính yếu là do những người đàn ông đã thực sự không trân trọng những người đàn bà có giá trị đặc biệt như thế. Có những người đàn bà giỏi việc nước, đảm việc nhà, gái có công mà chồng vẫn phụ phà phà. Vậy thì vấn đề ở đây không phải là những người đàn bà đó có lỗi, mà là do người đàn ông không trân trọng người vợ hiện tại của mình, không biết quý, không biết nâng niu cái viên kim cương trong tay mình. Thế nên là đuổi bắt những cái vấn đề không thực tế. Và rất là nhiều người đàn ông sau khi mà bỏ vợ thì vợ của họ, gọi là vợ cũ của họ, lấy ngay một cái anh chàng vừa đẹp trai, vừa cao to, vừa giàu hơn họ nữa. Thế nên là những người phụ nữ khi mà xem video này của tôi, đặc biệt là những cô gái đã kết hôn một lần rồi quyết định ly hôn, hoặc là giang dở, hoặc là mẹ sinh ở mâm, thì đừng bao giờ nghĩ rằng mình sau khi ly hôn là mình sẽ không còn giá trị, mình sẽ chẳng còn có một cái ngày tương lai đẹp đẽ và mình chẳng có thể yêu ai. Đó là những điều bạn nghĩ. Nhưng mà bạn hãy nhìn vào tôi, hãy nhìn vào một người đang sống thực sự, và tôi đã từng trải qua cái giai đoạn giống như bạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi ly hôn hay là tôi có con riêng là một cái điểm yếu của tôi khi mà tôi đến với bất cứ một người đàn ông nào. Và tôi chưa xem cái điều đó là một cái điều tệ hại của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng đó là một cái quyết định sai lầm của mình, hoặc là mình cảm thấy mắc cỡ, xấu hổ khi mà mình kết hôn với một ai đó. Và mình sẽ cảm thấy rất là ngại khi mà mình nói về vấn đề là mình đã ly hôn và mình có con. Cái chuyện đó chuyện hết sức bình thường. Mà trái lại, sau khi ly hôn tôi còn kén chọn hơn cái lúc mà tôi chưa lấy chồng nữa. Tức là trước khi lấy chồng tôi đã thuộc cái dạng kén chọn rồi, mà khi mà ly hôn lần thứ nhất ra rồi tôi còn kén chọn hơn nữa. Và tôi để một cái khoảng thời gian rất là dài, 8 năm để đi tìm, gọi là săn lùng, tìm kiếm một người đàn ông phù hợp cho riêng mình. Trong những tình huống, những người phụ nữ nào chưa ly hôn mà nghe được video này của tôi thì các bạn phải lưu ý một điều nhé. Nếu các bạn thực sự là cái người mà không tự tin rằng mình có thể tìm kiếm được một người đàn ông, hoặc là bạn không nghĩ được cái chuyện là bạn có thể yêu một ai khác ngoài cái người chồng của các bạn ở hiện tại, thì tôi vẫn khuyên các bạn rằng hãy bình tĩnh để nghĩ đến cái chuyện ly hôn hay là không ly hôn. Và phải xét ở trên cái phương diện là chồng bạn 80% tốt, 20% tệ, thì bạn nên cải thiện, cải tiến cái mối quan hệ đó. Còn nếu mà chồng của bạn là cái người 80% là tồi tệ, là không được, thì bạn nên đi tư vấn để biết rõ là mình có nên buông tay bỏ chồng hay là không. Tuy nhiên tôi vẫn thấy có một số các chị cũng thuộc dạng là kiếm được tiền, sống một đời sống thoải mái,
một cuộc đời không có lo nghĩ về về tiền bạc, nhưng mà họ không có được tình yêu với một người gọi là đàn ông. Hoặc là một số kiểu người phụ nữ khi mà buông bỏ người chồng nó đi rồi, một người chồng xấu hư tồi tàn, nhưng mà bản thân người phụ nữ đó lại cứ trói buộc mình vào trong quá khứ để thấy rằng mình là người có lỗi, tự nhận bao nhiêu cái lỗi đó vào mình, rồi cảm thấy mình mất đi giá trị, cảm thấy mình là không giữ được chồng, là mình đã không phải là người đàn bà tốt. Những vấn đề khi mà bạn đã quyết định một cái mối lương duyên bạn chấm hết thì bạn nên tỉnh táo thức thời một cách nhanh chóng. Vì tôi vẫn nói với các bạn rằng á, có những người thông minh á thì giải một bài toán chỉ trong vòng 5 phút thôi, nhưng mà có những người phụ nữ á, khổ đau, trầm cảm, cảm thấy mình không thể giải quyết tốt được vấn đề của bản thân. Họ đã mất thời gian rất là nhiều cho cái tình huống của mình. Họ ngồi họ cứ tính tới tính lui, giảng hoài, nghĩ mãi không ra. Các chị biết không? Tại vì các chị không có nghĩ rằng mình là cái người quyết định đúng, mình đang hối tiếc, mình đang cảm thấy mình bế tắc về cái vấn đề đó, nên là mình không có dám tự tin tự nhận rằng tôi đã quyết định đúng, tôi làm vậy là không sai, người đàn ông như vậy là không xứng đáng, người đàn ông như vậy là cái người không mang lại hạnh phúc cho tôi, làm khổ tôi, nếu mà một thời gian nữa tôi sống với họ có lẽ là tôi sẽ bị bệnh, tôi sẽ bị trầm cảm, thậm chí tôi còn phát điên, phát cuồng lên. Hoặc là bản thân tôi nếu mà cứ sống trong một cái trạng thái áp lực như thế là bản thân tôi bị bệnh, tôi sẽ không còn có thể bình thường như hiện tại được. Có những vấn đề khi mà bạn đã quyết định nghĩ đến cái vấn đề ly hôn thì bạn cần phải quyết đoán, bởi vì những cái vấn đề thuộc về quá khứ bạn sẽ không thay đổi được, và cuộc sống của bạn hôm nay có thể thay đổi thì ngày mai mới có được một kết quả tốt đẹp và thay đổi theo cái chiều hướng tốt như bạn mong muốn. Còn những vấn đề thuộc về quá khứ bạn đã quyết định ly hôn rồi thì những cái vấn đề đó bạn đừng có quan tâm nữa, đừng có nghĩ nhiều về những cái vấn đề như vậy nữa, và đừng tự trách mình, cũng như là đừng có cho mình là cái người phụ nữ kém giá trị. Bạn chỉ trở thành một người phụ nữ kém giá trị, không có giá trị, thậm chí là lệ thuộc vào đàn ông khi mà bạn không tự nuôi được mình này, sống chồng nuôi này, không tìm ra được mục đích và hướng đi trong những năm còn lại khi sống với chồng. Không biết mình sống để làm gì, không biết mình sống vì ai, không biết mình sống cho ai, không biết mình đang sống vì cái gì, và mình không có đam mê, không có sở thích, và mình không có tiếng nói với chồng, và mình không tìm được cái sự cân bằng trong cuộc sống giữa tình và tiền, thì bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, bạn mất phương hướng, bạn không có định hướng được cho chính cuộc đời các bạn, thì lúc đó các bạn sẽ thấy rằng các bạn lệ thuộc vào người đàn ông kia. Bạn sẽ sống ở trong một cái trạng thái là lo sợ, hồi hộp, lúc nào cũng cảm giác như là mình sẽ bị bỏ rơi. Đó là những vấn đề mà người phụ nữ không tự tin khi mà người phụ nữ lệ thuộc tình cảm và tiền bạc vào một đối tượng bạn đời của mình. Đây là những cái vấn đề mà nhiều người phụ nữ khi nghe video của tôi, bạn hãy cân nhắc về những vấn đề mà bạn đang gặp phải trong cuộc sống. Và nếu bạn đang có một hoặc nhiều, rất nhiều vấn đề mà không thể tự giải quyết, không thể tự tháo gỡ được, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với Sống Tình Yêu GB để tôi có thể giúp đỡ và đồng hành cùng với các bạn, giúp các bạn tháo gỡ và nhìn ra những cái point, cái trọng tâm trong cái việc mà bạn đang khúc mắc, để giúp bạn định hướng, tháo gỡ, giải thoát bạn ra khỏi cái mớ bòng bong mà bạn không tự mình thoát ra được bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ trong chủ đề lần này của tôi. Rất là cảm ơn các bạn. Nếu bạn lần đầu tiên biết đến kênh của tôi, đừng ngần ngại bấm vào cái chuông để luôn nhận được những video mới từ tôi bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn. Xin chào.